Nhờ sức mạnh tình yêu nên Phương Oanh có phản ứng lạ khi đối mặt với lời chê bai. Nhìn cách Phương Oanh đối mặt với hai lần bị chê bai thậm tệ thì ai cũng nhận ra cô đã thay đổi rất nhiều đến mức không thể tin nổi. Phải chăng mối tình ồn ào với Sắc Bình đã khiến nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê khác hẳn ngày xưa? Mới đây, Phương Oanh bỗng dưng trổ tài cầm mic khi tung ra MV đầu tay là bản cover ca khúc Tay Trái Chỉ Trăng. Nữ diễn viên đầu tư mạnh cho phần hình ảnh khi hóa thân thành thiếu nữ cổ trang xinh đẹp. Tiếc rằng sản phẩm âm nhạc của cô bị chê nhiều hơn khen, dân mạng cho rằng Phương Oanh cần trau dồi thanh nhạc nhiều hơn, làm MV chỉn chu hơn để hình và tiếng khớp với nhau. Thậm chí có những người để lại lời chê bai nặng nề rằng giọng hát của Phương Oanh thiếu truyền cảm, nghe cứng như củi. Đáp lại những lời chỉ trích ấy, nữ diễn viên nhẹ nhàng thừa nhận cô phải nỗ lực nhiều, còn cảm ơn khán giả đã góp ý. Thậm chí Phương Oanh cũng tâm sự rằng để theo đuổi đam mê ca hát, cô cần cả hành trình nỗ lực rất dài và nếu có duyên với nghề ca sĩ thì cô sẽ cố gắng thật nhiều. Việc Phương Oanh bình tĩnh đón nhận những bình luận ác ý, thừa nhận cô làm chưa tốt đã khiến cho cư dân mạng sửng sốt. Bởi cách đây 2 năm, khi phim Hương Vị Tình Thân lên sóng thì nữ chính liên tục xù lông nhím cãi nhau tay đôi với những ý kiến chỉ trích mình. Cô không ngại ăn miếng trả miếng với từng bình luận, gọi An Chi Phán là rác rưởi, khẳng định cách diễn của mình là chuẩn nên không cần phải chỉnh. Phản ứng có phần quá mạnh mẽ của Phương Oanh khi đó từng khiến cô mất điểm khá nhiều. Bây giờ, Phương Oanh như trở thành con người khác khi điềm đạm, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước màn quay xe ngoạn mục này, mọi người chỉ biết đoán rằng nữ diễn viên đang hạnh phúc trong tình yêu nên nhìn mọi thứ đều tươi sáng, vui vẻ hơn.